chương 2382, giết ma tử. Nghe vậy, viêm diệt thiên nháy mắt mắt hổ lãnh triệt, toàn thân bộc phát ra lớp bóp hung hãn thanh âm. Nhìn qua kiếm sơn bên trong tô giật, viêm diệt thiên không khỏi lớn tiếng quát lớn, ủng cho các ngươi cũng là sống mấy chục năm trên trăm năm người, như thế, cần dùng loại thủ đoạn này đối phó một tên tiểu bối. Ngươi hỏi qua ta lôi viêm thánh điện, hỏi qua vân gia sao, viêm điện chủ. Độc cô vũ mặt mắt lam trượt nước mắt, không nghĩ tới, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới lại còn có người vì tô giật có thể xuất đầu không khỏi trọng trọng gật đầu đọc cô nha đầu ta nói qua này cậu thí vạn đạo kiếm minh bên trong cũng liền ngươi nhìn xem thuận mắt hôm nay tô giật ta nhất định sẽ giúp viêm diệt thiên vung tay lên ngươi đã giúp tô giật vậy ta chỉ có thể giúp long thần đại nhân bỗng dưng màu xanh đậm sóng cả từ cửu tiêu phía dưới lao nhanh mà xuống mảng lớn ánh sáng màu xanh làm chiếm cứ chân trời giờ phút này ở giữa bao quát viêm diệt thiên ở bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại diệt thế hàng ý ngay tại điên cuồng tuôn ra. Đạo này từ sâu trong hư không truyền đến giọng nữ, viêm diệt thiên cùng độc cô thành, long quản không thể quen thuộc hơn được, thiên quân giả ức, viêm diệt thiên đánh giá trên bầu trời chậm rãi bay xuống thân ảnh, toàn thân chiến ý cùng huyết khí không tự giác bạo dũng mà ra, quát lớn, lại là ngươi cái này xuống nương môn. Lần trước hại tô giật sổ sách ta còn không có tính với ngươi, còn có mặt mũi tới đây bị viêm diệt thiên ngay tại chỗ đâm trúng xấu xa, dạ ức bên cạnh ứng vô hưu đi theo nhíu mày, giả ức ánh mắt lạnh nhạt, hướng long quảng nhẹ gật đầu, tự hồ căn bản cũng không đem viêm diệt thiên để ở trong lòng. Hôm nay bốn nhà hội thủ, vừa vặn, để ta cùng đại gia nói một chút, làm sao kẻ này là yêu nghiệt. Long Quảng đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, trong chốc lát, toàn trường an định lại, viêm diệt thiên cùng lôi viêm thánh điện các cường giả dừng lại tại độc cô vũ mặt cùng liễu nhược khi bên người, ánh mắt trầm thấp nhìn xem bốn phía hô kim quan cực nhanh long ảnh đằng tiêu long quản thân hình cấp tốc đáp xuống vạn nhận kiếm sơn ngọn núi trước đó chỉ vào tô giật cùng trong tay thượng quan thiên thần nói ra kẻ này trên tay có ma kiếm ma kiếm không gì không phá lại có thế thủ hắn thúc đẩy có cái gì nguyên nhân nhất thời tất cả mọi người ở đây đều đi theo dưới tầm mắt dời trên người tô giật chẳng lẽ hắn cùng năm đó ma có quan hệ không thể nào ta nói là hắn như thế lợi hại như vậy nguyên lai like có tầng này bối cảnh. Nếu như là ma, liền người người có thể tru diệt, quần chúng bên trong, nghị luận ầm ỉ, vô số người ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, lăng liệt đứng lên. Ngay sau đó, Long quảng lại một lần nữa đưa bàn tay đè xuống, ánh mắt dời qua toàn trường, thanh âm hùng hậu, tự như sóng âm lăng lộn đồng dạng nói ra, các ngươi có thể biết trong tay hắn người này là ai, thường quan thiên thần, năm đó thiên yêu tông dương nhiệt, mà cái này dương nhiệt lại xưng hô tô giật vị tông chủ. Long Quảng tiếp tục nói, vừa mới nói xong, tất cả mọi người ở đây đều đi theo ánh mắt nhảy lên, Thiên Yêu Tông là vật gì? Thiên Yêu Tông năm đó cùng Thiên Phong Vũ các cùng một chỗ, cùng xưng là Thiên Mang Võ Đạo Chính Tông hai ngọn núi lớn, tuần tự bị ngũ đại thế gia cùng đỉnh cấp thế lực phá hủy, tiêu diệt Thiên Yêu Tông, bên ngoài lý do là bởi vì yêu vì ma bắt đầu, vụn trộm là bởi vì kim trấn thiên thạch, nguyên lai tô giật là yêu nghiệt hậu đại, chẳng trách, ta nói làm sao nhìn như vậy không vừa mắt tô giật, là thiên yêu tông người giả ức cùng viêm diệt thiên đồng thời ánh mắt ba động chuyện này bọn hắn cũng không nghĩ tới cho nên hôm nay luyện ma đại hội luyện không phải ma kiếm mà là luyện cái này ma tử Độc cô thành đứng ra quát lớn oanh giữa thiên địa mấy chục vạn hoảng sợ chi chúng đều đi theo gầm hét lên quần tình xúc động phẫn nộ vô số đạo nồng đậm sát ý phiêu đảng quanh không trung giết hắn giết cái này ma tử thay trời hành đạo chém thẳng không tha giết cái này yêu tà, còn thiên mang một mảnh thanh minh a. À. Mấy chục vạn nói tiếng âm sôi trào quanh không trung, Long Quảng cùng độc cô thành thuận lợi đem mọi người ở đây cảm xúc kích động đứng lên, từng đôi huyết hồng hai mắt giống như là con sói đói nhìn chầm chầm ngọn núi bên trong tô vật, điện tôn, làm sao bây giờ? Viêm diệt thiên sau lưng các trưởng lão, thanh âm ép tới cực thấp, viêm diệt thiên trong lòng cũng bắt đầu treo lấy, thiên yêu tông sự tình chính mình tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhưng là năm đó sự tình, chính mình lôi viêm thánh điện cũng tham dự, nếu như nói thẳng ra, chẳng phải là đánh chính mình tiền bối mặt, ngươi đánh rắm. Ta tiểu sư thúc công liền xem như thiên yêu tông người, lại cùng ma đạo có quan hệ gì, tư đồ mục dương bỗng nhiên đứng dậy, tại cùng bạo tiếng gầm bên trong trực diện long quảng, ánh mắt hung ác, chậm rãi xoay người lại, long quảng khóe miệng nhỏ câu, nhìn về phía tư đồ mục dương, lại nhìn một chút độc cô hận. Người sau nhất thời ánh mắt trung động, không dám ngôn ngữ. Vậy ta liền tự mình để tô giật nói cho ngươi, thiên yêu tông cùng ma có quan hệ hay không? Lập tức, long quản đại thủ dương lên, tiếng gầm càng quét, kim sắc quan mang càng quét thiên địa, rất nhanh vạn nhận kiếm sơn bên trong, ngọn núi triệt để biến thành bạch sắc, long quản. Có thể trông thấy tình huống bên ngoài, tô giật nháy mắt chiến ý tăng vọt, lớn tiếng gầm thét. Trông thấy tô giật, liễu nhược khi cùng độc cô vũ mặt, tư đồ mục dương đồng thời ánh mắt chớp động. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, hôm nay tôi giật cái này một nạn, chính mình có chết trăm lần không hết tội đắc tội. Long quản như là người thắng đồng dạng nhìn xem tô giật, thưởng thức nhìn qua tôi giật bị cầm tù bộ dáng, thấp giọng nói ra, bị cầm tù tư vị dễ chịu sao, tôi giật khuôn mặt dữ tợn, toàn thân âm hàng vô cùng, nhìn toàn trường, viêm diệt thiên, giả ức, độc cô thành còn có người Long gia đều trình diện, duy chỉ có thiếu vân trung ly, lập tức cùng trong lòng mình phỏng đoán không mưu mà hợp, tôi giật lạnh lùng nói, như thế, vì ta tô giật một người động tứ đại thế gia mặt mũi của ta thật đúng là lớn a à. không cần xính miệng lưỡi cực nhanh tô giật ngươi là thiên yêu tông người ta nhưng có nói sai long quản yếu ớt nói chợt tô giật ánh mắt ngưng trọng thiên yêu tông tại thiên mang đại lục xem như không nói bí mật nhìn tư thế long gia là nghĩ diễn lại trò cũ cầm thiên yêu tông đem chính mình diệt trừ tô giật liễu nhược khi đại khỏa nước mắt trì rào mà xuống nhìn qua ngọn núi bên trong tô giật, cả người gần như hôn mê. Nàng bây giờ chỉ hận chính mình giúp không được tô giật, chính mình quá nhỏ yếu, tại dạng này tràn diện bên trong, thậm chí đều không có sức hoàn thủ. Ngươi không nói, vậy ta liền để ngươi người bên cạnh giúp ngươi nói đi. Nhất thời, long quảng thanh âm gào thét, ánh mắt âm lệ chấp động, sát ý cũng đi theo chảy ra đứng lên, thao thiên kim quang bản trào lên mà ra, nháy mắt toàn bộ vạn nhận kiếm sơn ầm vang rung động. a à, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ thượng quan thiên thần trong miệng truyền ra mảng lớn huyết quang chảy ra vốn là huyết nhục lâm ly thượng quan thiên thần tựa như một đám bùn nhão bị mười hai đạo cự hình xiềng xích vặn lấy sưu hồn chi thuật tô giật trong lòng chấn động mạnh mẽ lòng quản dụng linh hồn chi lực thôi động sưu hồn chi thuật thượng quan thiên thần sau này chỉ sợ thật liền muốn phế nhất thời quát lớn không tệ ta là thiên yêu tông người lại nên làm như thế nào tô giật hét to đôi mắt huyết hồng Tô giật một thừa nhận, tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều đi theo ngưng trọng lên. Chương 2383, đi con đường nào, đã ngươi đã thừa nhận, vậy ta liền để đại gia nhìn xem, ngươi đến cùng có phải hay không ma. Long Quảng cười lạnh một tiếng, trong lòng núi, 12 đạo xiền xích bỗng nhiên biến thành màu đen, phô thiên cái địa ma khí bí văn phun ra ngoài, quanh không trung vạn vật không còn, hắc sắc ma khí tự như tinh thần đồng dạng quan mang kích xạ. Mắt nhìn lấy lông quảng cười lạnh nhìn xem tô giật, tô giật nháy mắt toàn thân rung động, một loại xuất phát từ nội tâm ma khí quan mang bắt đầu bao phủ toàn thân, hoang vu vô song khí tức huyền ảo vô cùng, tô giật nháy mắt cảm giác được bốn phía huyết nhục lập tức bị bao phủ lên màu đen bí văn, chuyện gì xảy ra, ta ma khí làm sao lại thụ hán thúc đẩy. Tô giật chấn động trong lòng, vội vàng hô hoáng thiết hồn mạch, mắt nhìn lấy cửa trước bên trong điểm sáng màu đen, thiết hồn mạch nhưng không có phản ứng chút nào nhất thời tô giật một cổ cực kỳ khó chịu khí âm hàng từ yết hầu phun ra ngoài a à, bát ngát hư không bên trong truyền đến mảng lớn âm thanh xé gió từ vạn nhận kiếm sơn trước đó vô cùng vô tận khói đen che phủ thiên địa ngao ô màu đen ba động phía dưới mảng lớn hắc vụ tự như hủy diệt nháy mắt tất cả mọi người ở đây đi theo ánh mắt ngưng động đây là ma khí nhìn xem cái này một màn kinh khủng bốn phía tựa như là vỡ tổ kinh khủng quan mang ở trong mắt tô giật trung rẩy không ngớt, lại nhìn về phía tô giật, màu đen vòng sáng bao phủ quanh thân, khí tức ba động, đôi mắt mở ra, mang hoang mà cùng bạo ma khí nháy mắt chiếm cứ, như là hắc diệu thạch đồng dạng ánh mắt, lấp lánh vô cùng, bắn thẳng đến thiên địa, long quản, có bản lĩnh thả ta ra, ta muốn giết ngươi, cảm giác được nội tâm như là trong chảo dầu dày vò. Tô giật cả người không biết vì cái gì bị chính mình một mực thu liễm ma khí sẽ nghe theo Long quản chỉ huy, suy, tại từng đạo chấn kinh cùng kinh khủng trong ánh mắt, tô giật rõ ràng cảm giác được chính mình không có bị ma khí thôn phệ linh thức, nhưng là cái này từ cửa trước bên trong tùy ý lao nhanh ma khí đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe tô giật la lên, lòng quản thâm thúy đôi mắt hơi nhíu, hướng phía đám người nói ra, các vị, các ngươi đều nhìn thấy sao? Đây chính là trong miệng các ngươi thiên tài, giết ma tử. Giết hắn, giết, giết. Một tiếng vẫn còn so sánh một tiếng cao, sôi trào sóng âm vang vọng thiên địa, vô số người từ khiếp sợ bầu không khí bên trong hồi tỉnh lại, nhìn xem ma văn tràn ngập tô giật, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, sư, lại một lần, bén nhọn tiếng quát ngăn ở ngọn núi trước mặt, tô giật nhìn qua trước người tư đồ mục dương, trong miệng đã bị trào lên ma khí cho sinh sinh cản lại, không phát ra được tiếng nói tới, ta tiểu sư thúc công là ma lại như thế nào? Hôm nay các ngươi muốn động hắn, liền từ thi thể của ta ép tới, âm âm ngay tại phía trước, tư đồ mục dương ánh mắt vẫy một cái, lăng lệ sát phạt chi khí phiêu đảng mà ra, vô cùng kiên nghị ánh mắt chậm rãi quay tới, tư đồ mục dương nhìn qua tô giật, khóe miệng có chút câu lên, nói, tiểu sư thúc công, mục dương có lỗi với ngươi, hôm nay, mục dương sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Cho dù là chết, bỗng nhiên, tư đồ mục dương toàn thân năng lượng bạo khởi, một cổ đột phá nguyên tông cảnh huyết sắc sát khí bất ngờ tuôn ra. Mục dương, đừng! lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng, lúc này tô giật, trong mắt chỉ có hắc bạch một mảnh, dựa vào linh thức, tô giật cũng có thể cảm giác được tư đồ mục dương ngay tại làm lấy chuyện vọng động, tiếng nói chưa ra, thì đã trễ, không tốt, mục dương đem tinh huyết đốt bạo. Độc cô hận ánh mắt trung động, khí tức lập tức căng cứng, sưu, làm long quản còn không có bất kỳ động tác gì trước đó, thân ảnh già nua hướng về trước núi mà đến, độc cô hận một cổ càng thêm hung hãn khí tức càng quét thiên địa phong quyển tàn vân đồng dạng đem tư đồ mục dương mang đi vù vù mấy chục vạn người lúc này đại bộ phận đều đã bay lên không viêm diệt thiên vẫn y như là ngăn ở độc cô vũ mặt thân trước sau lưng trưởng lão nói ra điện tôn bây giờ còn muốn che chở cái này ma tử sao viêm diệt thiên ánh mắt lạnh lùng đánh giá long quản cuốn quanh ở viêm diệt thiên trong lòng lớn nhất nghi hoặc chính là long quản là thế nào có thể dẫn ra tô giật trong lòng ma khí tô giật là thiên yêu tông không giả thân thể bên trong có ma khí xem ra cũng là thật, nhưng là Long Quảng là thế nào biết đến, tê tê, âm hàng khí tức tuôn ra, giữ tận mây đen tràn ngập thiên địa, liên miên giữa thiên địa, các loại nguyên khí quan mang xuyên thấu mây đen mà tới, xem ra hôm nay đại thế đã mất, viêm diệt thiên trong lòng chật lạnh, trong hư không, Long Quảng thanh âm lại lần nữa truyền đến, vân trung ly ta mặc kệ, nhưng là viêm diệt thiên, ta hy vọng ngươi làm ra quyết định chính xác. Long Quảng trong mắt che kín kim quang, Cực độ vui sướng để hắn vô cùng tin tưởng, chính mình con đường thành thần, từ sau ngày hôm nay, đem triệt để không có bất kỳ cái gì ràng buộc, điện tôn, đi con đường nào, ngươi làm quyết định. Sau lưng, các cường giả trống giận, khí tức nóng bỏng đánh phía bầu trời, mà khi ánh mắt cùng Long Quản gặp nhau thời điểm, cả đám đều phá lệ khẩn trương lên. Nghiêng về một bên thế cục, Lôi Viêm Thánh điện có hay không còn có thể còn sống sót, toàn bộ bằng Viêm Diệt Thiên một câu. Nếu như ta là các ngươi nhà mình hỏa trấn thiên thạch bị người lấy đi ta sẽ đem người này đặt chỗ vạn kiếp bất phục long quảng nhìn về phía lôi viêm thánh điện cường giả một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chợt sau lưng các cường giả nháy mắt triệt hồi phòng ngự không thể tin nhìn về phía viêm diệt thiên cầm đầu một vị trưởng lão nhìn xem viêm diệt thiên run rẩy đôi môi nói ra điện tôn long thần nói lời là thật sao phù đồ biển lửa phía dưới tiểu tử này là đem hỏa trấn thiên thạch lấy đi rồi không để ý đến các trưởng lão chất vấn viêm diệt thiên mặt âm trầm toàn thân sát ý nóng bỏng lên nguyên vực cảnh cửu trọng thực lực để ở đây tất cả mọi người ánh mắt lắc một cái không nói chính là thừa nhận lôi viêm thánh điện các trưởng lão mắt lộ ra tuyệt vọng chẳng lẽ mình phải vì một cái trọng đi nhà mình chí bảo người như vậy liều mạng điện tôn ngươi nói chuyện a à, vội vã không nhìn nổi các cường giả thanh âm rung trời đều hy vọng viêm diệt thiên có thể nói ra đến cùng phải hay không thật long quảng Ngươi đã sớm nghĩ đến một ngày này đúng không? Một mực không có động tác, chính là muốn nhất cử đem chúng ta cầm xuống. Viêm Diệt Thiên cười lạnh một tiếng, sóng lửa trùng thiên, Viêm Diệt Thiên thân ảnh tự dưng trở nên khổng lồ đứng lên, cực hạn hỏa diễm âm thanh cùng nguyên khí tiếng nổ vang vừa đi vừa về càng quét trời cao. Đối diện Long Quản không chút nào xem thường, ánh mắt khinh động, khóe miệng hơi câu, còn có các ngươi, thủy trấn thiên thạch bị người đoạt đi, cũng không có động tác sao? Long Quảng nhìn về phía giả ức, cực hạn chăm ngòi tài năng, giả ức cùng viêm diệt thiên cách không đối mặt, giả ức thân ảnh cũng nháy mắt đi vào viêm diệt thiên thân trước, hai cổ người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Lúc này, nhìn xem nửa ngày không hồi phục viêm diệt thiên, sau lưng cường giả các trưởng lão đều là mắt lộ ra sự thất vọng, hướng phía viêm diệt thiên nói, điện tôn, tha thứ chúng ta giúp không được. Hôm nay kết quả, là ngươi một tay tạo thành. Ta lôi viêm thánh điện sẽ không gánh, cũng không thể gánh. Tô giật chi mệnh tự nhiên có người sẽ đi lấy, chúng ta không nhúng tay vào, đã là nhân nghĩa, âm âm, sát phạt hỏa diễm khí tức phiêu đảng quanh không trung, mấy chục đạo cường giả thân ảnh vạch phá không gian, hướng phía khe hở mà đi. Mắt nhìn lấy chính mình một mình phấn chiến, viêm diệt thiên mắt hổ bên trong tuôn ra một chút hơi lạnh, không nghĩ tới, cuối cùng bỏ xuống chính mình sẽ là người một nhà. Chương 2384, năm nhà hỗn chiến, ai nha? Như thế đều đi, viêm diệt thiên, ngươi là chính mình đi, vẫn là ta đưa ngươi đi. Long quản sách hai tay, cười lạnh hỏi, phanh phanh, Long quản, ngươi chớ có khinh người quá đáng, viêm diệt thiên vừa mới ngẩng đầu, nơi xa năng lượng thiên địa nháy mắt trung chuyển, một đạo cực kỳ khủng bố vết nứt không gian trống rỗng tạo ra, chợt hai cổ tuyệt cường thế lực xung kích mà ra, cổ nhạc trưởng lão, vân trung ly. Các ngươi cuối cùng đã tới, viêm diệt thiên hơi khép mắt, nhìn xem đến gấp trúc tiếp viện hai cổ thế lực, trong lòng lập tức nhẹ gật đầu, cũng may chính mình trước khi lên đường phái người đi thông tri hai phe. Nếu không hôm nay chỉ dựa vào chính mình, tô giật kiên quyết khó mà sống sót, hư không bên trên, vân trung ly cùng cổ nhạc trưởng lão ánh mắt âm trầm, trước mắt tình hình lại quá là rõ ràng, ánh mắt đảo qua toàn trường, vân trung ly ánh mắt ngoan lệ, một cổ mênh mông nguyên khí màu trắng nháy mắt xuyên thấu hắc vụ, chảy ra mà tới. Một giây sau, Vân Trung Ly cùng cổ nhạc trưởng lão đám người thân ảnh liền xuất hiện tại viêm diệt thiên thân trước, mà lúc này, đứng tại vết nứt không gian phía trên lôi viêm thánh điện các trưởng lão, nhưng cũng đồng thời ngừng lại bước chân, yên lặng theo dõi kỳ biến, điện tôn gặp nạn, vẫn là muốn cứu. Cầm đầu trưởng lão tự như hung ác nham hiểm đồng dạng hai mắt trừng mắt toàn trường, âm lãnh nói, Long Quảng, ngươi nghĩ một lần nữa đại chiến sao? Vân Trung Ly nhìn qua hư không bên trên, âm lãnh rùng mình Long Quảng, quanh thân bừng bừng chiến ý, sôi trào ngút trời. Lập tức, độc cô thành cùng giả dạ ức đồng loạt đứng dậy, mắt sáng như đuốc, ngăn ở vân trung ly thân trước, vân gia chủ, trước mắt tình hình ngươi không nhìn ra được sao. Tô giật là thiên yêu tông dư nghiệt, càng cướp đi thủy hỏa hai trấn thiên thạch, loại người này sao có thể lưu. Độc cô thành nói, nghe vậy, vân trung ly thể diện rung động, nhưng nhìn phía dưới thụ thương rất nặng liễu như khi cùng độc cô vũ mặt ở phía xa tư đồ mục dương còn bị độc cô hận hung hăng ghìm chặt vân trung ly vẫn là hít sâu một hơi hai người các ngươi nối giáo cho giặc thiên yêu tông dương nhiệt thua thiệt loại lời này các ngươi nói ra được năm đó các vị tổ tiên làm bẩn thiểu sự tình các ngươi đã nhiều năm như vậy còn muốn lựa chọn biệt tai trọng chung sao vân trung ly hét to oanh bị vân trung ly dừng lại nhục nhã độc cô thành ánh mắt có chút chìm xuống lạnh lùng nói ra tiếng vũng nước đục này ai cũng đừng nghĩ yên tĩnh ngươi vân trung ly muốn làm thánh nhân chúng ta cũng không cùng ngươi giả ức khóe miệng nhỏ câu đồng dạng mắt lộ ra sát cơ nói cái này mạng thiên ma khí ta xem là ngươi nối giáo cho giặc đi đi qua thiên quân giả ức một nhắc nhở như vậy vân trung ly nhìn qua hư không càng quét sương mù màu đen tức giận nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do thế ra những sáo lộ này ta đã sớm chịu đủ muốn chiến liền chiến hôm nay tô giật ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn mảy may muốn chiến liền chiến vân trung ly tiến quát đằng sau vân gia đến các cường giả cùng nhau bộc phát ra hung hãn nguyên khí nháy mắt giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao ta cũng tới tham thượng nhất chiến mắt thấy vân gia đối đầu vạn đạo kiếm minh thiên lang hải thành cùng long gia viêm diệt thiên gậm lên giận dữ đứng ở vân trung ly bên người mắt thấy vân trung ly viêm diệt thiên mắt hổ bên trong tinh quang đấu bắn hung hãn sóng nhiệt từ quanh thân bộc phát ra chợt lớn tiếng nói ra, vân lão đầu, ta hiện tại thế nhưng là người cô đơn, hẳn là sẽ không ghét bỏ ta a. À. Vân Trung Ly cười ha ha, hướng phía viêm diệt thiên trùng điệp nhẹ gật đầu, lại không nghĩ tới, ngày bình thường nhất trách trách hô hô viêm diệt thiên, khẩn cấp quan đầu vậy mà như vậy kiên cường, không sao cả. Sau này, vân gia chi công tích có ngươi một phần, lời còn chưa dứt, trên không trung không hiểu trung lên, lại trở về, chú ý tới trên cái khe, mấy chục đạo ánh lửa tự như hỏa vũ đồng dạng trút xuống độc cô thành cùng già dạ ức sắc mặt chu biến lập tức khẽ quát một tiếng nhất thời tất cả mọi người ở đây đều trông thấy lôi viêm thánh điện các trưởng lão lại quay trở lại đến viêm diệt thiên sau lưng nhìn qua đi mà quay lại các sư huynh đệ viêm diệt thiên mắt hổ run run các ngươi cầm đầu trưởng lão nhàn nhạt hoành long quản cùng độc cô thành một cái nhất thời người ở chỗ này toàn bộ canh gác đứng lên điện tôn chúng ta là trở lại cứu ngươi cũng không thể lôi viêm thánh điện sau này không có gia chủ a, à? đúng vậy a, à, một mình phấn chiến là khi dễ ta lôi viêm thánh điện không có người sao, điện tôn cùng bọn hắn liều, lôi viêm thánh điện người không phải nào chủng, các cường giả năng lượng tự như thủy triều đồng dạng chảy ra, không gian xung quanh gần sóng hóa thành sóng lớn tuôn hướng vạn đạo kiếm minh, chợt ở đây các thanh niên cường giả đều đi theo hướng về sau nhanh lùi lại mấy ngàn dặm, đạo đạo ánh mắt kinh dị bên trong tràn đầy khủng bố, bọn hắn biết rõ hôm nay bởi vì một cái tô giật, năm thế gia tướng tại vạn đạo kiếm minh lại một lần nữa đại chiến, loại này cơ hồ tất cả đều là nguyên vực cảnh chiến đấu, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, hơi không cẩn thận, thậm chí còn có mất mạng phong hiểm. Mắt nhìn lấy trên bầu trời cường giả như rừng, đen nghịch tự như cá giết sang sông, kinh khủng khí lưu đem không gian sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, rất nhiều vạn đạo kiếm minh đệ tử cũng bắt đầu có chỗ lùi bước, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt trắng bệt, ngao rống nửa bước nguyên thiên long uy lại lần nữa dập dần tại quanh không trung quỷ dị mà sắc bén linh hồn năng lượng trực tiếp xuyên thấu qua chúng sinh não hải linh hồn lan tràn toàn trường nhất thời như sóng triều đồng dạng thanh âm nháy mắt bị áp chế xuống tới thậm chí trở nên hư vô mây lôi hai nhà minh ngoan bất linh hôm nay liền để các ngươi tại thiên mang đại lục ở bên trên triệt để xóa tên long quảng tựa như long ngâm đồng dạng tiếng trống càng quét thiên địa hóa thành đạo đạo ba đồng khủng bố tràn vào tất cả mọi người trong ốc bắt đầu phàm là vây xem đám võ giả sắc mặt đại biến sợ lâm vào trong vòng chiến ngũ đại thế gia các cường giả gào thét lên đánh ra nguyên khí quan mang khủng bố đến như muốn hủy diệt linh hồn năng lượng nháy mắt đem bầu trời chiếm hết âm âm mênh mông linh hồn lực tàn phá bừa bãi sâu trong hư không sóng lửa mũi kiếm sóng cả long uy vân vụ các loại năng lượng quan mang ngưng tụ cùng một chỗ bên trên bầu trời tràn ngập đủ loại kinh khủng nổ vang mạng lớn không gian đã hủy diệt từng cái từng cái vết nứt không gian bên trong bọc phát ra bén nhọn âm bạo thanh, làm cho lòng người hồn rung động. Loại này oanh kích, là thiên mang đại lục nhất cực hạn võ đạo va chạm, nguyên hoàn cảnh cường giả một khi bị liên tục oanh kích nói, lập tức liền sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt, không có khả năng có bất kỳ chống lại cơ hội, tức nhi, không muốn xông lên phía trước, bên trong cơn bão năng lượng. Ứng vô hưu một cái lắc mình vọt tới giả ức bên người, bắt lấy giả ức hai tay, tan thương mà ngưng trọng mặt nháy mắt trầm xuống ngươi làm cái gì? Đừng cản ta. Giả ức gào thét, bên cạnh các loại cường giả giao phong cùng một chỗ, hư không trung động, ứng vô hưu nhíu mày, từ làm nhíu trên bàn tay, một đạo mắt trần có thể thấy yếu ớt năng lượng theo trên người giả ức, nháy mắt giết đỏ cả mắt giả ức tỉnh táo lại, Long quản đơn giản cũng là lợi dụng chúng ta, không có lý do vì hắn liều mạng, ức nhi, có chút sự tình ngươi sai, chính là sai. Cho mình lưu một đầu đường lui, không tốt sao? nếu không phải thiết kế, tô giật sẽ thân hãm nhà tù sao? Ngươi tiểu tử này có bao nhiêu bản lĩnh ngươi hẳn là rõ ràng. Chương 2385, đục ngầu thế gian, ứng vô hưu lớn tiếng gầm thét, trong cùng phong, ứng vô hưu khuôn mặt có chút biến hình, trực câu câu trừng mắt giả ức. Nếu có người biết, đây là ứng vô hưu cả đời này lần thứ nhất đối giả ức nổi giận, bỗng nhiên, đối mặt ứng vô hưu cùng nộ, giả ức nhét đôi môi, rốt cục bắt đầu thỏa hiệp, quanh thân thủy lam sắc khí tức có chỗ thu liễm. Mắt nhìn lấy trên bầu trời các loại phong bạo thiểm điện xuyên qua, bào hao thiên tế kim sắc long ảnh nối liền trời đất, vân gia, lô gia, vạn đạo kiếm minh còn có long gia ngay tại giết đến ngươi chết ta sống. Giả ức nháy mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngoái nhìn nhìn xem trong lòng núi tô giật, hai người cách không đối mặt, giả ức sắc mặt lạnh xuống, nhẹ gật đầu, nhưng là bộ dáng vẫn là muốn làm, viêm diệt thiên mệnh ta nhất định muốn cầm tới dạ ức lăn lệ ánh mắt nhìn chăm chú một cái tô vật chợt dưới chân màu băng làm gió xoáy lại lần nữa dâng lên xông vào trong vòng chiến thân hình như điện giả ức đã xem tiếp trận nửa bước nguyên thiên thực lực toàn bộ dùng sắp xuất hiện đến trên hai tay sóng cả như trụ hướng phía một đoàn to lớn hỏa sắc quan ảnh quát ầm lên viêm diệt thiên ta muốn xé ngươi trương này miệng thúi đến a à, xuống nương môn hôm nay chúng ta nhất quyết sinh tử mạnh mạnh gió lốc bên trong viêm diệt thiên cùng tiếu một tiếng quanh không trung ống ánh xích hồng hỏa mang bạo lướt mà xuống, uy thế thao thiên, đồng dạng hướng phía giả ức lao nhanh mà đi, ta cũng tới giúp ngươi. Độc cô thành trong mắt quay tròn trực chuyển, so sánh giả ức cùng viêm diệt thiên xúc động, độc cô thành tự nhiên sẽ tại tô giật cùng long quản trước đó cân nhắc một chút. Bây giờ chính mình tất cả cường giả đều tại trấn áp vạn nhận kiếm sơn bên trong tô giật, mấy chục vạn đệ tử lại tham dự không được loại cấp bậc này, độc cô thành liền như là một mình phấn chiến. Long Gia sự tình để chính bọn hắn đi xử lý cho xong, Độc Cô Thành cần phải làm là chỉ lo thân mình. Chợt, Độc Cô Thành chủ động xin đi, phóng tới giả ức chỗ, ba người đại chiến cùng một chỗ, kèn két, kiếm đảng phong trần, thủy hỏa thao thiên. Tại đông đảo khẩn trương đến cực hạn trong ánh mắt, ba tên thế gia gia chủ kịch chiến say sưa, hủy diệt cơn bão năng lượng bẻ gãy nghiền nát, dẫn dắt năng lượng thiên địa cùng một chỗ hủy diệt, nhưng phàm là vây xem ở trong đó, rất nhiều tu vi thấp huyết nhục xé rách kinh mạch bị hao tổn, thậm chí, trực tiếp ngay tại chỗ ngất đi. Rất nhanh, toàn bộ hư không đều đã biến thành thế gia đại chiến vòng chiến, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, âm âm, ở vào trong lòng núi, tô giật cả người tâm loạn như ma, vừa rồi giả ức cùng ứng vô hưu ánh mắt cực kỳ quỷ dị, như hôm nay không phía trên còn biến thành năm nhà hỗn chiến, nhìn qua trong hư không, vân trung ly cùng Long Quảng đánh đến khó phân thắng bại. Thời khắc này chính mình vô cùng muốn xông ra ràng buộc, giết Long Quảng, hô ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú lên hư không bên trên chiến cuộc, Long quản bị Vân Trung Ly dẫn dắt, phân thân thiếu phương pháp, tô giật có thể cảm giác được trong cơ thể mình ma tính đã bắt đầu áp chế, quả nhiên cơ thể bên trong ma tính cùng Long quản có quan hệ. Nào như thế xem ra, xích nô ma độc, ngày đó huyết tẩy thương lan thành nhất định cũng là Long quản thủ bút, Long quản, ta muốn giết ngươi. Tô giật gầm lên, bỗng nhiên, tô giật từng ti từng ti chống lại, thiên nguyên yêu hồn tại lúc này lại lần nữa điên cuồng vận chuyển đứng lên, bành trướng mênh mông yêu khí xung kích thiên địa, âm âm phong bạo chi lực trực tiếp nện ở ngọn núi cùng 12 đạo trên xiền xích, phanh phanh. Mở tối, tô giật một lần lại một lần làm lấy nếm thử, thẳng đến hai tay máu thịt bè bé, bé. ngũ tạng lục phủ đều đi theo bắt đầu phát đau nhất, vẫn y như là không có kết quả. Đây là một tòa vạn năm kiếm ý sơn phong, huống chi còn có cái gì trên trăm tên vạn đạo kiếm minh tối cường cường giả cùng một chỗ trấn áp như thế nào tô giật một người có thể tránh thoát ngồi một mình ở thượng quan thiên thần bên cạnh tô giật khóe miệng bắt đầu chậm rãi chảy xuống vết máu một loại rung như cày sấy tĩnh mịch phun trào ở trong lòng ngẩng đầu một động tô giật thừa nhận chính mình có chút khinh thường đầu óc càng ngày càng nặng một loại tử vong choáng váng cảm giác bắt đầu tràn lan lên linh thức tô giật lập tức cảm giác được vạn nhận kiếm sơn uy áp bắt đầu biến hóa năm ngàn trượng uy áp càng ngày càng nặng tự hồ là bởi vì trận này đại chiến năm ngàn trượng uy áp bắt đầu đột nhiên lên cao sáu ngàn trượng bảy ngàn trượng không biết là vạn nhận kiếm sơn tự thân biến hóa vẫn là vạn đạo kiếm minh vốn là muốn giết chết chiêu số của mình như nước thủy triều trong bóng tối tô giật vẫn y như là làm lấy cuối cùng chống lại cũng không lâu lắm tô giật liền cảm giác được hổ khu bắt đầu da tróc thịt bông làm đến bảy ngàn trượng thời điểm Liền đã cùng thời không phong bạo cường độ đồng dạng, huyết nhục lâm ly, vô cùng thê thảm, đáng ghét, ra không được a. À. Ánh mắt bắt đầu nổi lên lo lắng nộ hỏa, trơ mắt nhìn trời ở giữa đại chiến, tô giật rất muốn biết, liễu như khi, độc cô vũ mặt còn có tư đồ mục dương đến tột cùng thế nào. Mà lúc này, nhìn lên bầu trời phía trên kinh khủng thiên uy rung động, tại cường hãng đánh tung phía dưới, cả tòa không gian trừ vạn nhận kiếm sơn, tất cả công trình kiến trúc tất cả đều đã hóa thành bột mịn khắp nơi đều là kéo dài mấy ngàn dặm thâm thúy câu hát, làm cho lòng người sống chấn động, kiếm sơn uy áp đang lên cao. Độc cô vũ mặt phun ra một ngụm máu tươi, hai tay chống trên mặt đất, xuyên thấu qua tinh lam sắc sông đồng, độc cô vũ mặt mặt tái nhật tràn đầy chấn kinh, tô giật, ta muốn cứu tô giật, ngồi dậy, liễu như khi ánh mắt liên liên, gào khóc không thôi. Thời khắc này nàng còn có độc cô vũ mặt hai người đồng thời nằm tại câu hát bên trong, vết thương đầy người, nhưng là bọn hắn chỗ đó còn tại hồ cái này một số liễu nhược khi biết rõ hôm nay mặc kệ là vân trung ly hay là long quản thắng đến lúc kia tô giật đã sớm một mệnh tư đồ mục dương cũng bị độc cô hận khống chế lại có thể cứu tô giật chỉ có chính mình thế nhưng là ta như thế cứu hắn ta như thế cứu hắn a à. tự như gầm thét liễu nhược khi vung lên nắm đấm đập ầm ầm tại vạn nhận kiếm sơn phía trên lăng lệ mũi kiếm nháy mắt đem ngọc phấn đồng dạng làn da cắt nát huyết quang lâm ly Ánh mắt trung động, độc cô vũ mặt chậm chạp đứng lên, nhìn xem vô cùng thống khổ liễu như khi, độc cô vũ mặt lại nhìn hướng lên bầu trời phía trên cùng giả ức, viêm diệt thiên đại chiến độc cô thành, tuyệt vọng tiếu dung treo ở khóe miệng, cái này trước mắt phế tích, chính là mình tông môn, vạn đạo kiếm minh sao, hôm nay nháo kịch, tất cả đều là bởi vì chính mình mà lên, chính mình tại sao phải vì dạng này một cái ra vẻ đạo mạo dối trá sư môn đem tô giật cùng như khi lâm vào dạng này hoàn cảnh, vì cái gì? ta đến tột cùng đang làm gì a à? độc cô vũ mặt đại khỏa nước mắt trì rào rớt xuống bước chân rung động hướng về sau vừa lui lại lần nữa phun ra một chùm huyết vụ não hải bên trong độc cô vũ mặt nhớ tới đêm qua cùng tô giật tại bóng rừng trên đường nhỏ tản bộ kia là chính mình lần thứ nhất cảm giác được nhân sinh mỹ hảo cùng người yêu tư vị vì cái gì hạnh phúc và mỹ hảo chỉ dừng lại một ngày trên ánh mắt dời mảng lớn vạn đạo kiếm minh đệ tử huyết nhục văn tung tóe xương cốt hóa thành toái phiến Quyết vũ vung vãi chân trời, độc cô vũ mặt trong lòng cuồng loạn, nước mắt càng là không thôi. Sư phụ, ngươi đem mặt nhi cứu được, chính là vì nhìn xem ô trọc thế giới sao, cuồng hống, gầm thét, độc cô vũ mặt quanh thân khí tức dần dần bắt đầu bành trướng, quanh không trung mãnh liệt không gian phong bạo, độc cô vũ mặt quanh thân năng lượng căng phòng lên đến, chướng mắt màu xanh thẳm quan mang như là tịnh hóa thế gian này, lóa mắt tươi đẹp. Chương 2386, Thất Thải Lưu Quang, Oanh, cùng lúc đó, một đạo càng thêm to lớn kim sắc quan trụ từ liễu nhược khi trên thân thể chảy ra mà ra, chướng mắt quan hộ không ngừng lấp lóe, đây là một đạo rung động toàn trường năng lượng. Quanh mình không gian, theo hồ quan điện không ngừng tràn ngập xuyên qua, liễu nhược khi khí tức bành trướng đến cực hạn, quy thế kinh người từ nơi trái tim trung tâm lao nhanh mà ra, tại độc cô vũ mặt nhìn chăm chú, liễu nhược khi đứng dậy, từng bước một chậm chạp mà khó khăn đi hướng kiếm sơn cửa đá chỗ, oanh, trong chốc lát, độc cô vũ mặt hai con ngươi bên trong năng lượng dần dần có vào trong mắt của nàng chói mắt liễu nhược khi tự như thần nữ hàng thế quay chung quanh tại nàng quanh thân chính là nhật nguyệt quan mang ức vạn tinh thần quan mang vì đó trải đường nhược khi độc cô vũ mặt thất thanh nói trơ mắt nhìn xem liễu nhược khi đi thẳng về phía trước độc cô vũ mặt phát giác được liễu nhược khi ngay tại tiêu hao cái gì mới có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy năng lượng lúc này đứng sau lưng liễu nhược khi liễu nhược khi nguyệt dung đã bị quan mang chỗ vây quanh bàn tay thon dài phía trên ôn nhuận trong suốt như có bí văn quanh quẩn nhỏ đặt tại hình kiếm sơn môn bên trên âm âm thiên địa chợt sáng tinh hà treo tại từng đạo nghẹn họng nhìn trân trối ánh mắt phía dưới cả tòa vạn nhận kiếm sơn bắt đầu điên cuồng lay động tựa như ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng quan trụ diệu thế giữa trời âm huyền dị mà kinh khủng hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện có thể so với ngàn vạn tinh thần vô số đại kiếm rút ra mở vạn nhận kiếm sơn. Số chi không rõ lạnh thấu xương kiếm mang treo ở hư không bên trên, tự như tinh hà vắt ngang, kiếm âm thanh réo vang, chấn động đến không gian ầm ầm vang dội không thôi. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông vô tận khí tức cũng càng quét tại thiên địa bên trong, lại nhìn về phía liễu nhược khi, toàn thân đang phát ra kỳ diệu quan mang, quanh thân thậm chí có một tia hào quang màu tử kim chấp động, bí văn quanh quẩn, mà ở trái tim chỗ một cổ bảy sắc cuốn quanh quan mang cốt cốt mà ra, xung kích vạn trượng thiên vũ. Lập tức, cổ này năng lượng bảy màu phản phất giao phó liễu như khi vô tận khí tức, hoàng mỹ thân thể tỷ lệ phía dưới, quan mang cuốn quanh, tòa này thân thể phản phất thiên sinh liền nên gột rửa cái này ghê tẩm thế gian. Đây là, làm tinh sông nguyệt đồng phía dưới, độc cô vũ mặt nhìn chăm chú vào liễu nhược khi, càng có thể quan sát phải cẩn thận, lập tức độc cô vũ mặt ánh mắt đại rung động, nhìn xem hiện ra quan trạch liễu nhược khi, độc cô. Thân thể cũng theo đó rung động đứng lên, nếu như trông thấy rung động nhất sự tình, đó là cái gì? Tại chỗ rất xa, nhìn xem vạn nhận kiếm sơn phía trên, kiếm quan quanh quẩn bên trong, thất thải quan trụ phóng lên tận trời, không ít cường giả thanh niên đi theo phát ra rung động tiếng thét chói tai, vì đó sợ mất mật, nổi lên một loại rùng mình cảm giác, giờ khắc này, tại trước mắt bao người, liễu như khi mở rộng ra bí văn quanh quẩn bàn tay, một người đem hình kiếm sơn môn cho mở ra, âm. Uhm mở ra hình kiếm sơn môn một sát na liễu nhược khi thân thể thẳng tắp thất thải lưu quan cực nhanh nhân gian như là như dòng điện cực đại quan mang ầm vang bao trùm tại toàn bộ vạn nhận kiếm sơn phía trên cũng bởi vì vạn nhận kiếm sơn thất thủ chân núi còn ý đồ trấn áp hơn trăm tên cường giả đồng thời phóng thích thống khổ gào khóc hội tụ vào một chỗ nháy mắt bộc phát thành một đạo kinh người cuồn cuộn tiếng vang trên trăm đạo thân ảnh như là bay ngược chơi dịu dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng về sau nhanh lùi lại nhìn xem hư không bên trên đủ để cho ức vạn sinh linh đều rung rẩy thất thải những này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu các cường giả trốt cục lộ ra kinh ngạc khuôn mặt cùng cùng tiếng gầm bên trong vân gia cùng long gia chiến cuộc cũng lập tức phân ra thắng bại ba nhà khác kịch chiến say sưa viêm diệt thiên cũng bắt đầu biểu hiện ra xu hướng suy tàn lúc này hào quang bảy màu xung kích không trung ngạo nghễ không bị trói buộc đem ở đây tất cả cơn bão năng lượng cho trấn áp lại long quản dừng lại trong tay công kích lớn tiếng phẫn nộ quát nhanh đi không thể để cho nàng dùng thất thải lưu ly trứng thất thải lưu ly trứng long quản thoại âm rơi xuống toàn bộ thiên địa không gian lập tức xuất hiện một đạo sợ mất mật một mạng ngũ đại thế gia long quản vân trung ly viêm diệt thiên và ức cùng độc cô thành năm người đồng thời phóng xuất ra tia sáng chói mắt giành giật từng giây phóng tới liễu nhược khi phương vị nhược khi không muốn a à. liễu nhược khi là như thế nào mở ra sơn môn tô giật vô cùng rõ ràng trơ mắt nhìn xem liễu nhược khi vì chính mình dân ra sinh mệnh, biểu tượng sinh mệnh lưu quan thất thải quan hoa chiếu rọi thiên cổ, ở vào trong bóng tối tô giật, toàn thân trùng mình, như rơi vào hầm băng. Đây là tô giật không muốn nhất nhìn thấy hình ảnh, nhược khi, chính mình mộng, chính mình hồn khiên mộng nhiễu người yêu, liền muốn vỡ vụn, hỗn độn bên trong, tô giật nước mắt tích tích mà rơi, nhiễm thấu thanh sam, giờ phút này ở giữa, trôi nổi giữa trời liễu nhược khi đã mất đi thần thức, đóng chặt hai con ngươi mặc cho quanh không trung sắm vang cửu thiên, thanh âm đinh tai nhức ốc, nàng cũng không chút nào để ý tới, toàn thân phát quan nàng chỉ có một cái mục đích cứu tô giật, vũ mặt, tỷ tỷ, ai giật dựa vào ngươi. Kiếm môn mở ra. Ngươi đi đi. Liệu nhược khi thanh âm ôn nhuận như lan, chậm chậm truyền vào độc cô vũ mặt trong lỗ tai, như vậy yên tĩnh, như vậy thoải mái, có thể cứu tô giật, nhược khi trong lòng cũng thỏa mãn, đứng tại nhất đến gần phương hướng, độc cô vũ mặt ánh mắt tươi sáng nàng không thể tin được liễu nhược khi vậy mà tiêu hao sinh mệnh của mình nhìn xem kia chói lọi chói mắt thất thải lưu quan kia là liễu nhược khi chảy xuống tâm huyết nước mắt không ta không muốn ngươi làm như vậy nước mắt như màn mưa độc cô vũ mặt điên cuồng run rẩy thân thể môi anh đào cũng tại kích động hạ bị cắn vỡ vụn không chịu nổi một giây sau trên bầu trời năm đạo cường hãn vô song khí tức đánh thẳng tới liễu nhược khi quanh thân lại lần nữa chảy ra ra một đạo thật dài lóa mắt lúc như là một cái bàn tay vô hình đem độc cô vũ mặt chụp vào bên trong sơn môn nhược khi nhược khi trước đó điên cuồng gầm rú để độc cô vũ mặt tại dạng này trước mắt lại còn nói không ra lời nói đến mắt thấy năm vị cường giả dáng lâm đỉnh núi trong điện quan hỏa thạch độc cô vũ mặt từ khô cạn trong kinh mạch lại lần nữa bắn ra một tia khí lực ngân quan chợt hiện khí tức gào thét như gió đem liễu nhược khi mắt cá chân một mực câu bên trong đừng. Long quản chỉ hận tốc độ của mình không thể nhanh một chút nữa, trong con mắt lửa cháy hừng hực, rốt cục, tại từng đạo ánh mắt nóng bỏng bên trong, mất đi linh thức liễu nhược khi cùng độc cô vũ mặt cộng đồng trốn vào bên trong sơn môn. Năm đạo bay xuống thân ảnh nhìn qua đóng chặt sơn môn, kinh người thiên uy tại không trung xoay tròn, nhật nguyệt cùng hiện, nhưng là tất cả mọi người khuôn mặt tự như vắng lặng một cách chết chóc, uy áp hiển hách, sơn phong sụp đổ, giờ phút này, Vạn nhận kiếm sơn lần nữa bắt đầu lay động cao ngất kiếm sơn chi đỉnh vậy mà tại trong tầm mắt mọi người bắt đầu thẳng đứng chìm xuống kinh khủng thiên uy phía dưới mấy chục vạn chúng vạn đạo kiếm minh cùng cường giả không khỏi sinh lòng phủ phục chi ý mà năm vị gia chủ chỉ có thể đạp không mà đứng đánh giá phong khởi vân dũng tự như diệt thế đồng dạng cảnh tượng kiếm sơn sụp đổ nghịch thiên a à, chẳng lẽ đây là muốn vong ta vạn đạo kiếm minh sao mênh mông thiên địa một mảnh u ám vạn đạo kiếm minh trên mặt mọi người đều là cùng một cái biểu lộ, kinh ngạc cùng kinh dị. Vạn năm sừng sững thiên mang không ngã vạn nhận kiếm sơn sập. Chương 2387, kiếm sơn sụp đổ. Tận mắt nhìn thấy một màn này, vô số vạn đạo kiếm minh cường giả cùng đệ tử đều rơi xuống nước mắt. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, là bọn hắn trở thành thế gia ỷ vào A, bởi vì ngũ đại gia chi chiến, bởi vì tô giật, hôm nay toàn bộ phá hủy, sấm sét vang dội, sơn hà trung chuyển bên trong, một đạo lão giả thân ảnh tập tỉnh nhìn xem cái này biến hóa kinh người, cũng đi theo một ngầm ẩm ướt, khóc lớn không thôi. Nơi xa năng lượng quan mang phun trào, ngân sắc bày đầy vạn nhận kiếm sơn tại từng đạo chấn kinh ngạc trong ánh mắt chìm xuống dưới đi, như là cho tới bây giờ hắn liền không tồn tại ở thế gian. Sinh tại đại địa, cũng trở về với các bụi, ông ông, bén nhọn kim minh thanh vang tận mây xanh, mấy chục vạn đem lăng lệ mũi kiếm quan mang cắm ngược về thổ nhưỡng phía dưới mắt thấy cái này dày đặc như mây ngân sắc kiếm trận, giữa thiên địa hạ khởi một trận đủ để hủy diệt sinh linh khủng bố tai nạn, oanh. Oanh, kiếm quang như mưa, sông núi, dòng sông, trùng điệp, hư không, chỉ cần là thấy được địa phương, tràn đầy mọi người chạy tứ phía vết tích, vạn đạo kiếm minh tại gia viên của mình cùng trong tông môn, tự như chuột chạy qua đường. Muốn đào thoát cái này thiên phạt đồng dạng ngân quan kiếm trận, đây là vạn nhận kiếm sơn đối mọi người khinh nhận nó trừng phạt sao? À, chạy mau a à. vạn nhận kiếm sơn tại trừng phạt chúng ta sao kiếm sơn kiếm sơn hủy diệt vạn đạo kiếm minh vẫn tồn tại sao thẹn với si kiếm lão tổ xấu hổ tại muôn đời tiên hiền chí tôn a à. chạy trốn trong đám người các thanh niên cường giả nhau nhau chạy trối chết nhưng là vạn năm kiếm trận uy lực như thế nào bọn hắn có thể chạy trốn huyết nhục văn tung tóe lâm ly nát chi tàn mạc rất nhanh tại bảo tố kiếm trận trong gió lốc hóa thành bột mình tiêu tán mà từng đạo thân ảnh già nuôi nhìn về phía hư không, không tự giác đem thân thể quỳ xuống, mắt nhìn lấy thiên thần bể nghệ kiếm mang, tốc tốc phát trung vạn đạo kiếm minh các cường giả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hôm nay, không nên để vạn nhận kiếm sơn bị đại nạn này. Phốc, anh dũng trung liệt các cường giả, nước mắt tuôn đầy mặt, mờ nhạt con người ba động liên tục, bọn hắn cho dù có thế trốn, cũng không muốn tránh tránh. Đã từng bị các tiên hiền đã dùng qua đại kiếm từng thanh từng thanh cắm ở trên thân thể của mình, rất nhiều lão giả ngưỡng vọng thương khung, đem nộ hỏa cùng ánh mắt thù hận tập trung tại kia từng đạo màu vàng kim kẻ ngoại lai trên thân, độc cô thành, độc cô hận. Còn có Long quản. Các ngươi phải vì lấy thiên phạt thế gian chuộc tội, theo thùng thùng. Vài tiếng rơi xuống, mảng lớn thổ địa đã không chịu nổi khủng bố như vậy sóng kiếm càng quét, vô số đáng sợ khe hở bỗng nhiên hình thành, thân trúng cự kiếm các cường giả đều là lựa chọn ngược lại ngã vào câu hát bên trong, dùng thân tuẩn sơn dùng tâm hộ kiếm. Vạn đạo kiếm minh, thiên cổ trường tồn, tiếng gầm rung trời. Trong lúc nguy cấp lựa chọn dùng phương thức như vậy đi chết theo không phải số ít, cách không nhìn về nơi xa, sắc mặt tái xanh tư đồ mục dương rơi lệ không ngừng, ngắm nhìn cái này hỗn độn thế gian, để luôn luôn lạc quan tư đồ mục dương cũng đi theo yên tĩnh lại, hết thảy đều biến, tiểu sư thúc công, vũ mặt tỷ tỷ nhược khi tỷ tỷ đều theo vạn nhận kiếm sơn đến địa tâm chỗ, thiên địa thương mang, kiếm minh sụp đổ cái này vô ngân thiên mang đại lục, nơi nào mới là ngày về. Kinh lịch một màn này, bị sư môn phản bội, chí thân lừa gạt, tư đồ mục dương tự như lập tức lớn lên, tư đồ mục dương rốt cục mở miệng, ngữ điệu bình ổn, trầm tĩnh nhưng không có một chút hy vọng sống, ngoại công, người có thể thả ta sao? Tiểu sư thúc công, vũ mặt cùng nhược khi tỷ tỷ đều lên núi, ngươi, thả ta đi. Tư đồ mục dương vừa rồi liền đứng tại vết nứt không gian phía trên, bây giờ nhìn xem hết thảy đều mẫn diệt thành hư vô, thiên địa hóa thành hỗn độn, lòng của mình cũng lập tức đi theo chết đi. Độc cô hận tại thời khắc này cũng ngay người, một đống kiềm chế được tư đồ mục dương khô cạn hai tay cũng lập tức buông xuống, thiên địa sụp đổ, huyết hỏa sông núi, điên đảo sơn hà tinh thần hủy diệt hầu như không còn, hư không đại địa vỡ vụn một tầng. Đây là độc cô hận kiêu ngạo nhất vạn đạo kiếm minh sao? Vạn đạo kiếm minh đã phá, mình coi như khôi phục thực lực, thu hoạch được chí cao võ học thì có ích lợi gì? Độc cô hận cười khổ một tiếng, như vỏ cây đồng dạng khóe miệng phát họa ra lạnh lẽo ý cười, như là cùng thú đồng dạng huyết hồng ánh mắt tập trung ở phía xa Độc Cô Thành trên thân. Độc Cô Thành, ngươi cho lão phu một lời giải thích, cùng một thời gian, bị trước mắt lấy vỡ vụn sông núi, huyết sắc thương khung kinh ngạc đến ngay người Độc Cô Thành tâm hồn quý vị, đột nhiên có lại trong con mắt một đạo kiếm quang chảy ra, một giây sau, Độc Cô Hận thân ảnh đã đi vào Độc Cô Thành thân trước, bốn mắt nhìn nhau, sợ hãi cùng tức giận đụng vào nhau một bên viêm diệt thiên cùng giả ức cũng đi theo trái tim rung lên, nhìn nhau, liền riêng phần mình trở lại vân trung ly cùng ứng vô hưu bên người. Lão phu thụ ngươi thuận tay, ngươi lại làm cho lão phu trở thành tội nhân thiên cổ, hôm nay kiếm minh chi nạn, ngươi muôn lần chết khó từ, độc cô hận cắn nát trăng, huyết khí dần dần cuồn cuộn đi lên, kiếm khí lạnh thấu xương, lan tràn đến mỗi một cây sợi tóc đều như thép thiết lợi kiếm, độc cô thành hít sâu một hơi, nhìn lại Long Quảng, chỉ nghe Long Quảng nói ra, nơi đầy người đến giải quyết tốt hậu quả đi tô giật đã chết liễu nhược khi cũng đã chết theo bản thân cũng không có ngưng lại đạo lý long thần ngươi độc cô thành hai mắt trợn trừng không nghĩ tới tối hậu quan đầu chính mình liền liền vạn đạo kiếm minh đều đã bị hủy phải thất linh bát lạc lại đổi lấy long quản như vậy nhẹ nhàng một câu từ chấn kinh lại đến phẫn nộ Độc cô thành khóe miệng hơi câu bỗng nhiên nở nụ cười không khéo một thế vậy mà rơi vào kết quả như vậy thật sự là buồn cười a à. Độc cô thành lớn tiếng cười nói chợt Vân trung Ly nhìn xem long quảng nhẹ giọng nói ra long quảng ta và ngươi ở giữa cừu hận còn chưa kết thúc lần sau gặp mặt ta nhất định phải ngươi vì tô giật đền mạng không tệ long quảng hôm nay còn chưa kết thúc viêm diệt thiên lạnh lùng nói xoay đầu lại long quảng bình tĩnh long đồng kim quang bên trong ẩn ẩn có hát quan lướt qua ánh mắt rồi trên người già ức đảo qua toàn trường long quảng hài lòng cười đại địch đã chết, trên đời lại không chướng ngại, Vân Trung Ly cùng Viêm Diệt Thiên lại có sợ gì? Sau ba tháng, thần Long Đại Điển. Chính là ta thành thần ngày, nếu là hai vị cũng muốn như vạn đạo kiếm minh, đều có thể tới. Nếu là không đến, Đại Điển đằng sau, ta tự mình đến nhà bái phỏng, hư không bên trên, lạnh lùng mênh mông thanh âm chậm rãi rơi xuống, Vân Trung Ly cùng Viêm Diệt Thiên cũng đi theo trong lòng rung lên, thần Long Đại Điển. Long Quảng là thật sự muốn thành thần sao? nhưng là dạng này đường hoàng nói ra, Long quản tất nhiên tìm được phương pháp, không cần kim trấn thiên thạch cũng có thể thành tựu thần đồ bá nghiệp, nghĩ tới đây, ở đây ba vị thế gia gia chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Long gia hoàn toàn thống trị thiên mang thời đại rốt cục muốn tới sao, phanh phanh, hư không phía dưới, độc cô thành cùng độc cô hận đã đại chiến lại với nhau, nhìn qua hai người, hôm nay tất có một người phải vì cái này tai nạn tính tiền, vân trung ly lạnh lùng nói, đi thôi. Thật không có hy vọng sao? tô giật thật chẳng lẽ chết sao viêm diệt thiên ánh mắt ngưng trọng quay đầu nhìn xem vạn nhận kiếm sơn chỗ một cái to lớn vô cùng đen nhánh động sâu xuất hiện ở trước mắt cùng phong lạnh thấu xương âm lệ khí tức khủng bố như là liền cửu u ác mang ngâm sướng gào thét vạn nhận kiếm sơn vạn trường đã đạt địa tâm hiện tại tô giật hẳn là đến chỗ sâu trong lòng đất chỉ sợ phía sau vân trung ly không hề tiếp tục nói chương hai nghìn ba trăm tám mươi tám đoạn tuyệt cứ như vậy xong rồi ta không tin viêm diệt thiên ngạnh lấy quai hàm mắt hổ bên trong tràn ngập phẫn hận như là chảy ra huyết đến đồng dạng gắt gao nhìn chầm chầm huyết sắc thương khung cái này phụ đồ biển lửa đều có thể xông tới thần chỉ chi tử cứ như vậy bị độc cô thành ám toán chết rồi học trò cưng của mình hư trần còn có viêm lân còn đang bế quan chờ đợi tô giật mà đến lập tức viêm diệt thiên sư mũi co lại tức giận nhìn về phía nơi xa ngay tại chạy trốn độc cô thành độc cô thành thằng chó chết Chết không có gì đáng tiếc đồ vật, tại sao phải làm hại tô vật cùng một chỗ chôn cùng? Xin lòng ý yêu tài, sau lưng một đám lôi viêm thánh điện các cường giả đều là mắt thấy tô vật ngày đó hành động vĩ đại, bây giờ nhìn xem một đời thiên kiêu mệnh vẫn, đều là rủ xuống khuôn mặt, một mặt ai tháng. Đưa lưng về phía đám người, lại có có thể hiểu được vân trung ly nỗi khổ trong lòng đau nhất, như là mình có thể xâm nhập, cho dù là dân ra sinh mệnh của mình, chính mình cũng sẽ đổi tô vật một mạng, không có tô vật vân tinh tại kia vô tận trong tinh vực, sẽ vĩnh viễn như lục bình. Nghĩ đến lòng của mình yêu tinh nhi, còn có lão hữu của mình tô kính nguyên, vân trung ly hối hận lúc trước, chỉ nghĩ chửi mình tại sao tới phải muộn như vậy, đi. Tiếp cận gầm thét thanh âm gầm thét, vân trung ly thân hình mờ mịt, hóa thành bạch sắc lưu quan cực nhanh mà đi, hư không bên trên. Rất nhanh liệt diễm cùng xanh thẳm sóng cả cũng so sánh lấy kinh động dạng xông vào vết nứt không gian bên trong, đánh giá độc cô thành bị vạn đạo kiếm minh người vây công viêm diệt thiên cùng giả dạ ức đều là cười lạnh một tiếng sau ba tháng thần long đại điển người ta tất có nhất chiến viêm diệt thiên bình tĩnh ánh mắt lần này giả dạ ức mặc dù không phải chủ mưu cũng tính là đồng lõa ngũ đại thế gia đã vạch mặt viêm diệt thiên nói chuyện cũng không cần lại công công quấn thiên lang hải thành bên này tô giật đã chết giả dạ ức liền càng thêm không kiên nể gì cả yếu ớt cười nói phụng bồi lôi viêm thánh điện ta đích thân tay chà đạp chi viêm diệt thiên hung hăng bỏ xuống một cái giận xì, phi. xuống nương môn. Chỉ bằng ngươi. Nghe nhiều ngươi kia tướng công đi, giả ức lạnh lùng nước mắt, thắng lợi thiên bình đã nghiêng, viêm diệt thiên đối với mình đến nói cũng không có chút nào lực uy hiếp, nhìn xem bên cạnh ứng vô hưu diện mục như sắc, như cùng chép xám đồng dạng nhìn qua kia thâm thúy trống rỗng, giả ức nói khẽ, trở về hảo hảo cùng liên mà giải thích một chút đi. Trong lòng ta luôn luôn cảm giác sẽ không như thế dễ dàng kết thúc, qua nửa ngày ứng vô hưu mới ngẩng đầu lên không hề bận tâm đôi mắt bên trong phát ra ba động ứng vô hưu kinh doanh sáu lục ba châu một hải linh bảo cát thấy qua người như là cá giết sang sông nhiều không kể xiết tôi giật thật cứ như vậy kết thúc rồi cho dù còn sống cũng như thiên phương dạ đàm nhưng là ứng vô hưu hay là không nguyện ý tin tưởng dạng này một cái kinh thế chi tài cứ như vậy vẫn lạc có tin hay không lại như thế nào chỗ sâu trong lòng đất không thể nào khảo cứu cho dù còn sống có thế ra sao Dạ ức lắc đầu, ứng Vô Hưu nhất thời không nói gì, dạ ức vỗ vỗ ứng Vô Hưu bả vai, nói khẽ, "Vô Hưu, biết ngươi ái tài." Thế nhưng là hắn gây hắn không thể gây tồn tại, thiên yêu tông người không thể lưu, đôi mắt ảm đạm, ứng Vô Hưu đắng chát nhếch miệng, "Sau này thiên mang có cái gì cách cục, thật sự là không dám tưởng tượng a, à, đi thôi." Thần Long đại điển, ta xem là thiên mang sụp đổ ngay, dứt lời, Thiên Lang Hải thành người một binh không hư hại còn mang theo vạn đạo kiếm minh vẫn lạc tin tức tốt trở lại thiên lang hải vực toàn trường loạn thành một bầy mãnh liệt kình phong thổi mạnh vụn vặt phế tích huyết dịch mùi thối phủ kín thiên địa gió tanh mạng thiên tiếng tốt người buồn nôn duy nhất an tĩnh tồn tại chính là hư không bên trên tư đồ mục dương mang theo một điểm hy vọng cuối cùng chậm rãi đi vào cái này vượt sâu vô tận đen như mực vượt sâu không có cuối cùng một cái không nhìn thấy đáy bộ ngạt thở làm cho tư đồ mục dương chảy xuống nước mắt tiểu sư thúc công thần kiếm môn bên trong mình cùng tiểu sư thúc công lần thứ nhất gặp mặt khi đó hai người đánh đầu thắng đó dũng đoạt đại hội đệ nhất lại đằng sau tô giật khủng bố trưởng thành để hắn trở thành chính mình trên con đường tu hành đại sơn tư đồ mục dương phát hận địa tu luyện chính là hy vọng có thể vượt qua tô giật ngọn núi lớn này lại không nghĩ rằng tô giật lại bị chính mình tự tay đưa vào cái này màu đen vượt sâu bên trong lạch cạch lạch cạch tư đồ mục dương nội tâm rất rõ ràng vạn đạo kiếm minh có hay không chân tâm thật ý hợp tác tô giật đều biết tô giật vì mình vì đọc cô vũ mặt tô giật nguyện ý mạo hiểm thử một lần chỉ là tiểu sư thúc công thật sai lầm đánh giá vạn đạo kiếm minh đây không phải vạn đạo kiếm minh giết tô giật đây là dùng vạn đạo kiếm minh cùng tô giật cùng một chỗ đồng quy vu tận cổ họng toán loạn ánh mắt bên trong lóe ra một tia tinh quang tư đồ mục dương nghĩ tiếp nhìn một chút cho dù là thịt nát xương tan nhỏ di chuyển hai chân đi đến vực sâu biên giới thời điểm tư đồ mục dương đôi mắt bên trong đã thổi qua tử chí hét lớn một tiếng, mở ra hai cánh tư đồ mục dương cứ như vậy trực tiếp rơi xuống vực sâu. Huyền cánh chim màu trắng chiến khải bảo hộ lấy tư đồ mục dương, gió bắt kiếm ý tại tư đồ mục dương bên người vô tình thổi qua, không đến nửa ngày công phu, tư đồ mục dương liền bị địa tâm chi lực cho ném tới, đông, nặng nề mà ngã tại trên vực sâu, vô hình ba động lan tràn ra kinh khủng khe hở, nằm trên mặt đất tư đồ mục dương mọi việc nhìn xem, sắc mặt trắng bệt, khóe miệng tiên huyết cốt cốt tràn ra, thử một lần nữa vẫn không từ bỏ, mặc kệ là đối tô giật tin tưởng, vẫn là mình chuộc tội, tư đồ mục dương cảm thấy, chỉ có dạng này trong lòng mới khá hơn một chút, đông, lần này thời gian ngắn hơn, nửa khắc đồng hồ công phu, tư đồ mục dương liền bị ném tới, lại rơi càng nặng, ngự phong chiến khải tung bay theo gió, điểm sáng tự như tinh thần phiêu động ở trong mắt tư đồ mục dương, đưa tay muốn đi bắt, một cổ nổi đau xé rách tim gan phun lên, xương cốt đã mấy cây gãy liệt, huyết nhục cũng rung rẩy theo. Còn muốn tiếp tục không? loại này gần như tự mình hại mình phương thức là tư đồ mục dương an tâm biện pháp, trọn vẹn lại thử ba lần, một lần sau một lần nhanh, một lần sau một lần nặng. Một lần cuối cùng, nằm tại khe hở trung ương tư đồ mục dương đã hai mắt mơ hồ, thất khiếu chảy máu, linh hồn cùng huyết nhục đều như là băng liệt, loại đau này cảm giác thậm chí sinh ra huyễn tượng, tiểu sư thúc công. Nhược khi tỷ tỷ vũ mặt tỷ tỷ tụ huyết ngăn ở trong cổ họng, ho đến mắt bốc kim tinh cũng không quan tâm, song quyền sớm đã máu thịt bè bét, tràn đầy đá vụn, tư đồ mục dương ý đồ đi bắt trên bầu trời tô giật cùng hai vị tỷ tỷ hình ảnh, làm thế nào cũng bắt không được, cộc cộc. Một đạo còng xuống tiêu tụy thân ảnh đi đến tư đồ mục dương bên người, đọc cô hận nhìn xem ngoại tôn của mình như thế khó chịu, trong lòng càng như đau dảo. Mục dương, đứng dậy, ta dẫn ngươi đi chữa thương, vừa mới nói xong, thanh âm run rẩy từ độc cô hận trong cổ họng phát ra, Toàn thân cứng nhắc không có khí lực, Tư Đồ Mục Dương nhìn cũng không nhìn, đem Độc Cô Hận cánh tay bắn ra, bước chân phù phiếm hắn hướng cái này nơi xa đi tới, đi chưa được hai bước, lại một lần nữa té ngã, té ngã, bò lên, bò lên, té ngã, tại từng đạo lòng chua xót nhìn chăm chú, Tư Đồ Mục Dương vậy mà đi xa, sau ngày hôm nay, ta Tư Đồ Mục Dương cùng Vạn Đạo Kiếm Minh ân đoạn nghĩa tuyệt. Độc Cô Hận cũng không quan hệ máu mũ. Chương 2389 nguy hiểm chi cảnh, tư đồ mục dương đoạn tuyệt chính mình tất cả đường lui, đi hướng nơi xa sơn cốc, gió núi thê lương, bên trong cơn bão năng lượng đều xen lẫn một tia đắng chát. Mà lúc này, tư đồ mục dương thanh âm còn vẫn y như là quanh quẩn tại không trung, âm lãnh, quyết tuyệt, không có một tia chỗ trống, cho dù tư đồ mục dương thanh âm đã vô cùng suy yếu, nghe thấy người đều biết. Vạn đạo kiếm minh tại tư đồ mục dương trong lòng đã trở thành vĩnh cửu đau nhất, sau ngày hôm nay, vạn đạo kiếm minh chính là là tư đồ mục dương mãi mãi cũng sẽ không đề cập vết sẹo hận trưởng lão vậy chúng ta muốn đem mục dương mang về sao tư đồ mục dương đi xa độc cô hận trên cơ bản tại độc cô kiếm minh bên trong độc tài đại quyền cần đem tư đồ mục dương cho mang về sao từng đôi kinh dị ánh mắt nhìn về phía nơi xa từ từ nhỏ dần thân ảnh các cường giả đem độc cô thành dẫm tại dưới lòng bàn chân khóe mắt âm tàn vô cùng thời khắc này độc cô hận giống như nắm giữ toàn thế giới nhưng là cũng mất đi quý giá nhất đồ vật, đứng tại đám người thân trước, còng xuống dáng người độc cô hận dưới khóe miệng chìm, lão mắt rủ xuống, nếp uống khuôn mặt đạm mạc, tự hồ đã tiêu tụy không ít, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên nơi xa điểm đen đổ xuống bò lên, cuối cùng rời đi tầm mắt của mình, độc cô hận đều không có phát ra một câu, hắn biết, mình đã không có biện pháp đi vãn hồi đứa cháu ngoại này, hắc ảnh hoàn toàn biến mất. Bát ngát vạn nhận kiếm sơn chỉ còn lại nghẹn ngào phong minh, độc cô hận mũi thở đỏ lên, quay đầu nộ trừng lấy vết thương đầy người độc cô thành, vạn đạo kiếm minh cần chính mình, so với ngoại tôn, vạn năm cơ nghiệp không thể như vậy đổ sụp, mang súc sinh này trở về đi. Độc cô hận rơi xuống băng lãnh lời nói, hất lên trường bào, ngoan lệ cùng oán độc lướt qua chỗ sâu trong con ngươi, vâng, các cường giả hét lại, lao nhanh nguyên khí quang mang quán chú trên người độc cô thành, còn chưa kịp phát ra tiếng, độc cô thành tự như một cái chó chết choán ván đi qua. Trải qua trận này, vạn đạo kiếm minh thực lực lớn áp chế, mặc dù so với Thánh Sơn, Thiên Long Tông Chi Lưu vẫn là muốn cường đại quá nhiều, nhưng là theo cường giả cùng vạn nhận kiếm Sơn biến mất, vạn đạo kiếm minh nghiễm nhiên đã mất đi thế gia danh sách, thực lực muốn phục hồi như cũ, đàm sau dễ dàng, tiền nhân vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, chắc hẳn bất kỳ một cái nào kiếm minh đệ tử tâm muốn chết đều có, ai cũng không biết. Vạn đạo kiếm minh cần tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể trọng chỉnh tông môn, con đường này quá dài, bất kỳ cái gì sự tình bất kỳ người nào bày ở chuyện này trước mặt đều quá mức nhỏ bé độc cô hận cho dù nghĩ vãn hồi tư đồ mục dương cũng không kịp mục dương ngoại công tử biết có sai sau này đường chính ngươi đi thôi đám người sau khi đi lạnh thấu xương hàng phong đem độc cô hận trường sam cao cao thổi lên khô khốc đôi mắt đỏ bừng khả năng ở thời điểm này độc cô hận mới có thể biết thân tình chi đáng ngưỡng mộ nếu là ngươi chưa chết ta sẽ dùng phương thức của ta chuộc tội quay đầu nhìn về phía vực sâu, cái này phiến khiến vô số lòng người đau kiếm sơn vượt sâu, độc cô hận cuối cùng lưu lại câu nói này, đối với tô giật, độc cô hận đi qua biến đổi lớn, tự hồ cũng không muốn hắn cứ như vậy chết đi, liền biến mất ở chỗ, vượt sâu bên trong, thời gian trở lại liễu nhược khi dùng thất khiếu linh lung trứng mở ra hình kiếm sơn môn một sát na kia, ở vào năm ngàn trượng tô giật. Tận mắt nhìn thấy liễu nhược khi tiêu hao tinh nguyên sự sống dáng vẻ. Một khắc này, tô giật trong lòng như là hàng vạn con kiến gặm nuốt toàn tâm đau nhức để tô giật như muốn sụp đổ trận mắt tròn xoe lệ quan mông lung chưa hề có một ngày tô giật sẽ nghĩ qua chính mình sẽ khóc đến như vậy thê lương thống khổ làm độc cô vũ mặt đem liễu như khi câu tiếng vạn nhận kiếm sơn đằng sau cả tòa vạn nhận kiếm sơn như là sụp đổ hung hãn năng lượng thiên địa tràn vào tại tô giật cơ thể bên trong cả tòa kiếm sơn phi tóc chìm xuống mà lúc này ngoại giới đã triệt để đoạn tuyệt kiếm sơn phong bế trong suốt vách tường màu bạc cuối cùng biến thành một vùng tăm tối, thiên địa u ám, tô giật chỉ nhìn thấy đỉnh đầu chỗ xa xôi hai đạo quan mang, thất thải quan mang bám vào tại ngân sắc mũi kiếm nguyên khí phía trên, liễu như khi cùng độc cô vũ mặt như là thiên thạch rơi xuống đồng dạng hạ xuống, như khi, vũ mặt. Tô giật điên cùng hô to, lại không chiếm được một tia đáp lại, nhất thời, trong lòng siết chặt tô giật thoáng nhìn bị tỏa liên xuyên qua thượng quan thiên thần. 12 đạo xiền xích kết nối ngọn núi điên cùng rung rẩy. Bởi vì ngọn núi sụp đổ, xiên xích cũng bắt đầu đi theo điên cuồng rung động, phanh phanh phanh, to lớn xiên xích điên cuồng lay động, tiêu sát lăng lệ uy áp như là thiên uy ban thưởng, tô giật không khỏi khuôn mặt rung động, một bên là thiên thần, một bên là nhược khi cùng vũ mặt, nhưng là tiếp tục như vậy, xiên xích đứt gãy, trong hôn mê thượng quan thiên thần hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức, tô giật ngưỡng vọng thiên địa bốn phía, trong lòng như cùng ở tại trong chảo dầu dày vò, trên không trung, liễu nhược khi cùng đọc cô vũ mặt đều bất tỉnh nhân sự lớn như vậy vạn nhận kiếm sơn bên trong chỉ có chính mình chính là tỉnh dậy trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ phi tóc xẹt qua sưu sưu tôi giật thân hình lướt đi giữa không trung khuôn mặt ngưng trọng cắn chặt răng hóa thành một ánh lửa nhất thời vọt tới thượng quan thiên thần phụ cận bỗng nhiên từ tôi giật quanh thân một cổ chấn nhân tâm phách uy thế lan tràn ra cổ chung huyết dài Hổ nguyên cổ trung to lớn hung hãn uy thế đem tô giật cùng thượng quan thiên thần bao vây lại, huyền diệu đường vân quanh quẩn quanh thân, thông sáng quan mang, ngẩng đầu nhìn bầu trời, quan mang lay động, đang lấy tốc độ khủng khiếp phi tốc chìm xuống. Mà độc cô vũ mặt cùng liễu nhược khi vẫn không có đáp lại, tô giật trong lòng quấn lên, nhất thời nhớ tới dấu kín trên người liễu nhược khi thôn thôn, chính mình rõ ràng là để thôn thôn bảo hộ liễu nhược khi, liễu nhược khi một mực tại kiếm sơn chi đỉnh bên trên, mặc dù không có nhận nguy hiểm chẳng lẽ thôn thôn liền không ra sao thôn thôn tô giật gầm thét hai con ngươi ngưng trọng cùng cùng thiên uy từ hắc ám lòng đất lao nhanh mà ra cùng phong gào thét thiên địa rung chuyển không ngớt cùng cùng thiên uy từ trên thân tô giật ba động mà ra kiếm mi bên trong một cổ khí tức bén nhọn đi tìm thôn thôn vết tích một mực cùng thôn thôn khí tức tương liên tô giật bỗng nhiên cảm giác được thôn thôn vậy mà cũng hôn mê chẳng lẽ là thất thải linh lung noãn năng lượng đem thôn thôn kiềm chế rồi thôn thôn tỉnh lại thôn thôn tỉnh lại. Mắt thấy hai đạo quan mang càng ngày càng gần, cùng bạo kình phong bên trong, từ tô giật chỗ mi tâm tuôn ra chói mắt khí tức, hỗn nguyên chí tôn công cùng cùng yêu khí xung kích thiên địa, hướng về hai đạo quan mang chạy như bay, âm âm. Một bên vận chuyển hỗn nguyên cổ chung, một bên phóng thích ra hỗn nguyên chí tôn công, dày đặt mồ hôi tại trên trán khuếch tán, tô giật nội tâm đã rung động đến cực hạn. Giờ phút này, tô giật vô cùng hy vọng thôn thôn có thể tranh thủ thời gian tỉnh lại, mà khi tô giật nhìn xem thất thải lưu quan giống như tiếng sét đánh sắp dán lâm lên đỉnh đầu thời điểm tô giật trước mắt tối sầm lại ánh sáng màu đen như là ngủ lôi oanh đỉnh đồng dạng đem trọn đầu thất thải lưu quan bao trùm phanh phanh thời khắc máu chốt thôn thôn rốt cục tỉnh lại tô giật đại hỉ kêu lên thôn thôn ngươi tỉnh một giây sau tô giật sắc mặt lại một lần nữa cùng biến đem liễu nhược khi cùng đọc cô vũ mặt bao trùm thôn thôn như là sung khí màu đen bóng da thân thể đang không ngừng mở rộng. Chương 2390, tim như bị đau cắt, chủ nhân, ta ta cảm giác linh hồn muốn bị đè nát. Đây là cái gì năng lượng, áp lực quá lớn. Trong mê ngủ tỉnh lại thôn thôn, cảm thấy không lành, điên cuồng hô to, trên bầu trời, như là thiên thạch rơi xuống, quanh không trung uy áp cũng bỗng nhiên dâng lên, nếu có tu vi thấp người, đem lập tức ngủ tạng lục phủ bị sinh sinh đè nát, đông, tinh thần trụy lạc, thôn thôn tại không trung phát ra một đạo gầm thét, thân thể thay đổi, trực tiếp rơi vào xiềng xích phía trên, như là bi đồng dạng hướng tô giật nhấp nhô mà đến, chủ nhân, cẩn thận a. À. Thôn thôn gào thét thanh âm, ngay ngắn thanh âm của người tự như băng thành một cây lò xo. Mắt thấy to lớn thôn thôn dọc theo xiềng xích lăn xuống mà xuống, nếu là đụng vào hỗn nguyên cổ chung phía trên, chính mình thụ thương không nói, thôn thôn còn có nhiều khi vũ mặt chắc chắn nhận trọng thương, ung 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 to lớn không gì so sánh được thôn thôn thân hình còn ở lại chỗ này dạng dưới áp lực mạnh cấp tốc bành trướng, đồng thời theo tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, toàn bộ ngọn núi cũng đi theo đung đưa. Quy thế như thế phía dưới, tô giật đứng tại xiền xích trung tâm, có thể cảm giác được xiền xích cũng sắp không chống đỡ nổi nữa mãnh liệt như vậy va chạm, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, loại này áp lực kinh khủng. Đối với tô giật cùng ở đây đến nói đều là một loại to lớn uy hiếp, bỗng nhiên, tô giật hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến trong ngực liệt không ngọc, đã không cách nào tránh khỏi, liền để thôn thôn triệt để, không có cách, đánh cược một lần. Nếu như có thế truyền tống ra ngoài liền tốt nhất, tô giật khóe miệng khẽ nhất, đem liệt không ngọc đem ra, thủ ấn ngưng kết, nhất thời quan mang đại tác, đem liệt không ngọc nổ bắn ra mà ra quan mang nhắm ngay thôn thôn, kiên nhẫn một chút, thôn thôn. Một chút liền tốt, tô giật khàn cả giọng, nhìn xem tự như thiên thạch đồng dạng xẹt qua chân trời sông đem tới thôn thôn, trong điện quan hỏa thạch, tô giật vừa lúc thủ ấn hoàn thành, bỗng nhiên một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng đảo ngược phóng tới lăn xuống xuống thôn thôn, phanh phanh, khủng bố cự lực phía dưới, hư không ở giữa sóng cả sóng gió lạnh thấu xương vô sông, đem tô giật trên người yêu thần chiến khải gợi lên phải vù vù rung động, quanh thân huyết nhục lại bắt đầu đi theo rạn nứt, khóe mắt, lỗ mũi đều đi theo tràn ra tiên huyết huyền ảo bí văn lộ ra quan huy xung kích mà ra, hoàng mỹ đem thôn thôn bao khỏa, thôn thôn thân hình tiêu tán, xiên xích phía trên trọng áp lập tức biến mất, oanh, thiên địa yên tĩnh, hết thảy đều trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, bọn hắn truyền tống ra ngoài sao? Tô giật ánh mắt khinh động, trong mắt ung ụt ụt điều tra lấy quanh mình, mà lúc này, to lớn uy áp lại lần nữa áp chế mà đến. Trên đỉnh đầu thôn thôn thanh âm lại một lần nữa truyền đến, nguyên lai thôn thôn từ xiền xích biến mất lại từ mặt khác một đầu trong vết nứt không gian rơi xuống xuống dưới, chủ nhân, cứu mạng A. Không cách nào khống chế chính mình thôn thôn cùng thanh trống to, tròn vo thân thể không chỗ mượn lực, thực tế là khó làm, đáng ghét. Liền liệt không ngọc đều ra không được, nhìn xem lại một lần rơi xuống thôn thôn, mặc dù thôn thôn cũng tận lượng tại khống chế chính mình, nhưng là tốc độ cũng vẫn là không ngừng tăng tốc, gió lốc bành trướng, cùng phong gào thét, tô giật hết lớn trầm xuống, ánh mắt trầm xuống, ngạo khí từ mi tâm đột nhiên mà sống. Một cước đột nhiên đập mạnh địa, cũng không còn đứng tại xiền xích phía trên, thân thể ngạo nghễ xung kích hướng lên, tức giận nói, ta liền không tin, muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy, thôn thôn chuẩn bị kỹ càng. Toàn thân cho ta kéo căng, tốt. Thôn thôn hít sâu một hơi, đen xì ngũ quan đều muốn nhăn lại với nhau, chào mày, yêu vực cảnh cửu trọng siêu cường khí tức hội tụ tại trên một điểm, phanh phanh, ánh lửa sông phá trời cao, mênh mông khí tức hủy thiên diệt địa, như là tận thế, nháy mắt gần sóng không gian lại lần nữa rung chuyển, ngao ô, thúc long thiên phong giới, kim long quán thiên chỉ, phù giao bách biến bộ, làng không bay độ, tô giật thân thể bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bại đặt ở hư không bên trên, tự thân trong cơ thể bắn ra kình phong kích xạ trời cao. Nhất thời ba loại có thể kéo ra vết nứt không gian võ kỹ đều bị tô giật từng cái thi triển đi ra, thiên địa rung động, ngọn núi oanh minh, bát ngát hắc ám không gian bên trong, tô giật thân hình trọn vẹn trong hư không sinh ra mấy trăm cái huyễn ảnh, dùng bôn lôi chi thế tại thôn thôn quanh thân kéo ra vết nứt không gian, ý đồ đem thôn thôn hạ xuống chi thế làm dịu. Một cổ không hiểu hủy diệt năng lượng đổ xuống mà ra, tô giật thân hình đều theo vết nứt không gian tạo ra bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng tô giật vẫn tại kiên trì, giữ tận khóe miệng chậm rãi nâng lên, mồ hôi đầm đìa, thô đỏ trên cổ nổi gân xanh, kinh mạch tự như sâu ăn lá, đông đốt, rất nhanh, tô giật quanh thân bắt đầu bạo liệt đã lên cao đến bảy ngàn trượng uy áp trực tiếp đem tô giật ra tầng tầng nổ nát vụn trên thân thể bại áp cùng linh hồn bạo động đều không thể ngăn cản tô giật tiếp tục kiên trì chống lại hết thảy ý chí tại tô giật sự xuất cuối cùng một đạo thúc long thiên phong giới đằng sau thông thôn rốt cục như một cái mượt mà viên thủy tinh chậm rãi lăn xuống đến hỗn nguyên cổ chung bên trong âm trở lại hỗn nguyên cổ chung bên trong hủy diệt to lớn uy áp rốt cục bắt đầu biến mất mà tô giật cả người hai chân trực tiếp quỳ gối xiềng xích trung tâm trên đài cao từng ngùng tiên huyết dâng lên mà ra thân thể cũng tự như pha tạp rơi xuống vỏ cây thê thảm dữ tận, không ngừng chảy máu đây là một loại như thế nào kinh khủng lực lượng hủy diệt liền tô giật yêu tộc chí tôn huyết nhục thực lực đều không thể chống lại phải biết nơi này còn chỉ lên cao đến bảy ngàn trượng nếu quả thật đến một vạn trượng đến chỗ sâu trong lòng đất đây hết thảy đều đem ý vị như thế nào nhiều khi vũ mặt Tô giật đem trong miệng tiên huyết tranh thủ thời gian nhổ ra, não hải bên trong toàn bộ đều là muốn tỉnh lại như khi cùng vũ mặt, hai tay chống trên mặt đất, cấp tốc khó khăn leo đến nhược khi bên người. Mà nằm ở một bên vũ mặt đã hôn mê, một lần nữa hóa thành hình người lớn nhỏ thôn thôn, khí tức quể quải, khủng bố như vậy uy áp phía dưới, yêu vực cảnh cửu trọng thực lực còn nhận thất thải lưu ly trứng bộc phát trực tiếp trùng kích, thôn thôn toàn thân vết thương chồng chất, khí tức quể quải. Lôi vân trong hai con ngươi tràn đầy ủ rũ cùng mệt mỏi, thôn thôn nhìn thoáng qua tô giật, liền triệt để đã hôn mê, ngay cả lời đều nói không nên lời. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tô giật một người thô trọng tiếng hít thở. Như khi. Như khi. Ta là tô giật A, à, ta đến, nhìn xem ta. Tô giật mắt đỏ vành mắt đem cơ hồ không có khí tức liễu như khi ôm vào trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, tô giật cả người vội vàng sao động phải đều nhanh điên cuồng phu 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 lúc này liễu nhược khi ngực trái thân khiêu động thất thải lưu ly trứng ngay tại tỏa sáng nhưng là theo liễu nhược khi hô hấp chậm dần mắt trần có thể thấy thất thải lưu ly trứng cũng theo ảm đạm xuống đầy tay huyết hồng tô giật run run rẩy rẩy đem liễu nhược khi ôm chặt hắn giờ phút này đau đớn trên thân thể đã không tính là gì nhưng là trơ mắt nhìn xem liễu nhược khi ở trước mặt mình hương tiêu ngọc vẫn tô giật kiên quyết khó lòng chấp nhận ta có thể cứu ngươi nhược khi ngươi chịu đựng ngươi chịu đựng a à? điên cuồng tô giật quát lên một tiếng lớn toàn thân lại lần nữa cổ động đứng lên như là từ khô cạn cây cối bên trong đè ép bước phát triển mới tươi tương dịch đột nhiên ngẩng đầu tiên huyết trành trong miệng truyền đến một tiếng hét lớn chương 2391, song nguyệt cùng sinh vì cái gì đến cùng có biện pháp nào có thể cứu ta như khi a à? tiếng hét lớn tựa như gào thét sơn lâm sư hống thanh âm liệt mây mặt thạch tô giật điên cuồng nền lấy mặt đất tô giật trong lòng tràn đầy hối hận cũng tương tự hoảng hốt, lật khắp não hải bên trong long tổ dược kinh, đều không thể giải cứu thất thải lưu ly trứng suy yếu. Long tộc dược kinh bên trong đối thất thải lưu ly trứng giới thiệu cũng chỉ là đôi câu vài lời, trần quý như thế thất thải lưu ly trứng đã mất đi sinh mệnh khí cơ, thế gian còn có cái gì có thể vãn hồi hắn, như khi, tỉnh lại. Như khi, mắt thấy nhược khi khí tức không ngừng suy yếu, tô giật dưới khóe miệng chìm, đại khỏa nước mắt nhỏ xuống tại liễu nhược khi trên gương mặt nhất thời tô giật một cổ hào quang chói sáng năng lượng từ cơ thể bên trong khuếch tán ra tới ai cũng không biết tô giật đến tột cùng là từ đâu xuất hiện nguyên khí năng lượng điên cuồng xếp hạng hướng quanh không trung hỗn nguyên chí tôn công thiên nguyên cổ kinh ngự thiên cung cường hãng năng lượng thiên địa như là thuốc trợ tim đồng dạng thu hút liễu nhược khi cơ thể bên trong cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhưng vẫn y như là không cách nào ngăn lại liễu nhược khi càng ngày càng suy yếu a à giật bỗng nhiên một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, như là thiên ngoại thần nữ giáng lâm, chính là từ trong hôn mê thức tỉnh độc cô vũ mặt chậm rãi ngồi dậy, thanh âm này như là có ma lực, để tô giật lập tức ngẩng đầu lên. Nở hai mắt, mê mang, trước mắt một mảnh tinh thần, tô giật miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, cường lực muốn để chính mình tỉnh lại, thế nhưng là từ tế bào đến huyết nhục, từ huyết nhục đến xương cốt đến kinh mạch, hết thảy tất cả đều tại nói với mình ngủ say đi, vũ mặt tô giật không cách nào ức chế sợ hãi trong lòng, muốn ý đồ đi tiếp xúc tia sáng kia ảnh bên trong dáng người. Một sát na, tô giật tay treo rơi xuống, mất đi khí lực tô giật triệt để co quắp trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì ý thức, yên tĩnh, tiêu tan, cổ chung bên trong, xiên xích trôi nổi, ngoài giới không gian phong bạo xung kích tại cổ chung phía trên, bộc phát ra một đạo lại một đạo khủng bố tiếng vang, khiến người rùng mình. Mà đã từ trong hôn mê tỉnh lại độc cô vũ mặt, nhìn lấy mình người yêu nằm trên mặt đất bên trên, độc cô vũ mặt mắt lam sóng trung động liên tục, tràn ngập cực độ ưu thương, nhìn quanh không trung, tại nhìn cái này trong không đến cuối vạn nhận kiếm sơn bên trong, kinh khủng thương cổ khí tức dần dần lan tràn mà đến, hiện tại chỉ có độc cô vũ mặt là thanh tĩnh, rung động thâm sơn phong bạo gào thét, đây chính là độc cô vũ mặt từ nhỏ đã phụng làm thần sơn vạn nhận kiếm sơn. Nhưng là hiện tại trong này lại giam giữ mình người yêu cùng tỉ muội của mình, đi đến liễu như khi thân trước, cúi người xuống, chậm rãi đem nhược khi mặt mũi tái nhật nâng lên, nhìn xem đây đối với tuyệt mỹ dung nhan, độc cô vũ mặt khẽ cười khổ. Vừa rồi hình kiếm sơn môn trước đó, liễu nhược khi đem thất thải lưu ly trứng uy năng phóng thích lúc, còn từng nói với mình phải chiếu cố thật tốt tô giật, nha đầu ngốc, ngươi như thế cũng giống tên kia như vậy xúc động đâu. run rẩy ngón tay ngọc, nhỏ xẹt qua liễu nhược khi gương mặt, độc cô vũ mặt tự như nhìn xem thân mùi mùi của mình, vô cùng yêu thương, theo ánh mắt dời xuống, độc cô vũ mặt trông thấy thần dị huyền diệu thất thải lưu ly trứng quan mang tràn động cổ lão mênh mông khí tức tại thất thải lưu quan bên trong hiển thị rõ thần dị đây là độc cô vũ mặt lần thứ nhất khoảng cách gần mà nhìn xem liễu như khi trái tim chậm chạp khiêu động mạch máu cùng thần kinh xuyên thấu qua quần áo hoàn chỉnh hiển lộ nhìn chằm chằm hắn độc cô vũ mặt sắc mặt liền càng thêm thống khổ ngươi dùng sinh mệnh giải cứu tô giật ta lại dùng ta thật vất vả tín nhiệm đem tô giật thúc đẩy biển lửa Độc cô vũ mặt mỉm cười, ngoẹo đầu nhìn xem tô giật cùng liễu nhược khi. Giờ phút này, bốn bề vắng lặng, độc cô vũ mặt màu xanh thẳm trong con mắt toát ra một tia ao ước chi tình. Nhược khi, ta thật hâm mộ ngươi, ngươi biết không? Đem liễu nhược khi tay phải giữ tại trong ngực, độc cô vũ mặt lông mi nhỏ lật qua lật lại, trong bóng tối một giọt thanh lệ phiêu động quanh không trung. Ta chưa hề nghĩ tới ta sẽ cùng những người khác cùng nhau yêu một cái nam nhân, nhưng là bây giờ chính là như vậy chúng ta đều yêu tên kia, ta ao ước ngươi là hắn thanh mai trúc mã, ta ao ước thần nữ tỷ tỷ có thể trở thành sau lưng của hắn trụ cột, ta cũng ao ước vị kia miêu yêu tỷ tỷ, có thể cùng hắn cùng thân chung khế. Nói nói, nước mắt lượn quanh, nhào động lông mi nhỏ xẹt qua mí mắt, độc cô vũ mặt gục đầu xuống, nhếch đôi môi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có ta, vì cái gì chỉ có ta trễ như vậy mới gặp gỡ hắn, lại vì cái gì sớm như vậy muốn rời khỏi các ngươi nước mắt như là màn mưa đồng dạng phun trào, khó mà ức chế cảm xúc phun trào, độc cô vũ mặt càng khóc càng khó chịu, lệ quan theo gương mặt im lặng chảy xuống, tô giật, ta chán ghét ngươi, đột nhiên ngẩng đầu, rất nhỏ rung động độc cô vũ mặt nhìn xem đã hôn mê tô giật, trong cổ họng phát ra một tiếng là áp lực rất nhỏ thổn thức. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn bi thống phun trào mà ra. Tại sao là ngươi, tại sao là ngươi làm ta mở hai mắt ra, ngươi đem mỹ hảo cho ta, nhưng lại để ta tiếp nhận càng thêm khó có thể chịu đựng bi thống. Giữa lông mày mang theo ưu sầu, nói nói, độc cô vũ mặt hai mắt càng thêm xanh thẳm, tuyệt vọng trong con mắt tản mát ra cực hạn ánh sáng màu xanh lam. Một loại vô hình năng lượng xuyên qua không gian dừng lại trên người tô giật, ta rất muốn cứ như vậy nhìn xem ngươi, tô giật, ta thích ngươi. Nếu như còn có kiếp sau, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ sớm một chút tới tìm ta, phốc phốc, độc cô vũ mặt duỗi ra tố thủ đem khóe mắt nước mắt nhỏ đạn đi không có một tia ba động cứ như vậy ngắm nhìn trong ngủ mê liễu nhược khi nhà đầu ngốc về sau đổi lấy ngươi tới chiếu cố tô giật á lần tiếp theo cũng không muốn xúc động như vậy ngươi chết rồi hắn cũng không muốn sống nữa nha nhỏ vuốt một cái liễu nhược khi cái mũi một giây sau độc cô vũ mặt triển khai mắt ngọc mây ngài diễm tuyệt chúng sinh trong hai con ngươi chảy ra ra hai đạo bàn bạc quan hoa ê, mờ tối ôm trong ngực liễu như khi đọc cô vũ mặt, chảy xuống giọt cuối cùng nước mắt, chợt tại chỗ mi tâm phun trào ra một đạo nguyệt nha giao truyền băng tinh đồ án. Lúc này, đọc cô vũ mặt tựa hồ trở lại khi còn bé, sư phụ, vì cái gì ngươi một mực không để ta mở hai mắt ra a à? Tuổi nhỏ đọc cô vũ mặt bãi động mập mạp thân thể, duỗi hai tay ra đang tìm kiếm sư phụ đọc cô tà, a ha ha ha, trên bầu trời, tiên phong đạo cốt đọc cô tà hơi khép lấy hai mắt nghiêm nghị kiệt ngạo trong hai mắt đấu bắn một đạo tinh quang nói khẽ bởi vì ngươi đôi mắt này là tinh khiết nhất a à, thế đạo này quá dơ bẩn nhớ thương đây đối với đồng tử quá nhiều người độc cô vũ mặt hất lên hai đầu biếm tóc đuôi ngựa chu cái miệng nhỏ nhắn oán giận nói vậy ta cũng không thể một mực làm mù lòa đi kiếm pháp thông linh tâm tùy ý động niết bàn dịu tâm mới có thể gột rửa long đông đại đạo vũ mặt nếu có một ngày ngươi tìm tới cái này có thể thủ hộ ngươi cả đời người hoặc là đáng giá ngươi vì hắn mở hai mắt ra người vậy ngươi liền mở hai mắt ra đi thế nhưng là ngươi phải nhớ kỹ đi người kia đời này chính là mệnh của ngươi cũng là ngươi vận xử trí như thế nào toàn bộ bằng chính ngươi